Sau khi Produce 101 mùa 2 kết thúc, cái tên Kangdan Ear Center Quốc dân đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả. Bằng chứng là việc anh chàng đã giành vị trí số 1 bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân của các nhóm nhạc nam suốt 7 tháng liên tiếp. Luôn xuất hiện với vẻ ngoài cực điển trai cùng vũ đạo quyến rũ mê hoặc trên sân khấu, Kangdan Ear đang trở thành hình mẫu lý tưởng của hội chị em bạn gái. Vẻ ngoài nam thần, đống tim, người hâm mộ ngay cái nhìn đầu tiên. Vẻ nam tính đầy quyến rũ xuất hiện trên bìa tạp chí của Center Quốc dân. Ba đi sáu múi hoàn hảo khiến các fan hò reo, hay nụ cười ngọt ngào với đôi mắt híp đầy đáng yêu. Nhờ đó anh chàng nhận được rất nhiều lời mời tham gia các chương trình truyền hình, tuy nhiên trái ngược với hình ảnh lung linh trên sân khấu, ngoài đời Kangdan Ear lại hóa thành một cậu bé vô cùng hậu đậu. Chỉ kể đến mỗi việc ăn uống, anh chàng cũng có thể tự làm mình bị thương khi đập lon nước vào mũi của mình, hay việc cho xíu tiêu để món ăn thêm ngon lại biến thành món mì phủ tiêu. Ngoài ra mỹ nam của Anner One còn có một sở thích lạ thường, đó là ngửi mọi thứ từ thức ăn đến bút viết hay giày dép. Anh thôi mà cũng vụng về đáng yêu đến thế này sao Kang ơi? Chàng trai ấy đã sáng chế ra món mì phủ tiêu đen. Cô lao công chắc buồn Kang lắm khi lần nào họp fan cũng làm đổ nước. 1001 khoảnh khắc hậu đậu của Kangdan Ear. Nhìn ảnh này chắc ly hôn cũng nản người anh này lắm đây. Một sở thích lạ lùng khác của Center Quốc dân là ngửi mọi thứ. Sự vụng về của Kangdan Ear không chỉ gây rắc rối cho mình mà còn kéo theo các viên khác cùng lãnh hậu quả. Và có lẽ người phải chịu đựng mỹ nam hậu đậu này nhiều nhất đó chính là cậu em Ba Yin Yang. Khi có lần do mãi mê nhảy múa thả tim với fan mà Kangdan Ear đã tung thẳng một cú đá vào bụng cậu em. Hay như khoảnh khắc xấu hổ khi bị người anh vô tình hất mũ để lộ quả đầu hai mái, ngố muốn độn thổ. Yin Yang chỉ biết khóc ròng vì chưa kịp làm tóc lấy nón che mà còn bị người anh ấy phơi bày. Ngôi sao hậu đậu ấy cứ mãi rơi trúng cậu em hiền hậu Yin Yang. Vụng về thì mãi vung về thôi nhé Kang ơi.